nâng sắp tập hiệp luôn ai anh cực bê bì lìa. Mình có miễn ca sọc sẽ đai nạt đai. Mình cua miễn rương nịa cả làng chồng buộc của xa dương nụ tê. Mình sẵn khâm tha, nâng khâm miễn là nàm à nẹ. Miễn rương cả làng đồ chìa một cô nụ. Xô mày rương nịa, chạp chạp và chạp chạp tư. Nói một bộ dương, nói một ba. Hai mấy cậu ba mình chắc bà rõ mà nuôi đến nơi chết đất con phát nó tớ. Nơi ta dậy ta đá. Hai bà chân bê nát tớ bà rõ khơi nhạc bà co đương nơi tớ. Tục chết cực khăn nhiên bê anh chắc á, bà chờ ca đương là hồn. Bà nâng á nơi ta mình đăng luôn tiến. Ta bỏ kết mở. Rương nâng á, bà mình chỉ ca lý sao chứ. Rút mà côn á. Khi ta xong lại chỉ ca đò mà ai. Dương chị bong, cú rồi vì thi na là bây đo sài pa nhà nưng, làm ao bị chập chóp. Thôi sai cát, ba mình đẹp nè, cứ tập bị phao bây giờ đi khêu nưng. Ép opa, trong ban tập kêu giờ mình đi khêu. Khnhom á, khnhom khlad, khlad nè bây để khnhom nè, lấy lo chuyện kia bây tứ, bị nom được đã khêu khnhom. Hai nè tập áo khnhom nưng có sáp khnhom đây, nhưng chắc khnhom đang sừng ngắm xiêm tới bên mình rồi. Ao việc liệu tới. Ôi ba đang tha nè, na nè, đại bẩm phai nè, không cứu xa nè. Đáp tớ, ai đuổi chị đằng chứ ba. Mấy cái ai mình dây mà. Bà ai vô tha. Ca bẩm phai cứu xa dưỡng nè, ôi vì lý sao xong rồi chị ca bất nộ. Ai mà cô nơi xứng nghiêm ấy. Thôi đôi chị chứ ma lạc ở chỗ. Vì mình trăm trâu thế, ai cô này dây mà. Hai bóng, không mà cho luôn bóng nè. Chỉ múc ra nhà mai. Mẹ nâng. Bụi dương á, của ngập cho lang. Đầm bây giờ bị hướng lần. Nhưng thỏ mơ lên ba này. Nhưng mà cho anh nó không tên nè. Mình đưa cặp lọ của con, mình cho chăng ấy. Ba, cầm bố thật mọc xe vì rước đây một cô bạc luôn này. Hãy bụi dương á. Mình cứu này dương bị cây mở đọi thế. Nó mới có căn tay vào bãi chân. Bố nó thôi chỉ con bật xa lọ ấy tiếp. Rước nó thật năng ấy đằng. Nhưng mà lần ngống ấy. Khiếm nóng bỏ sợ bay bụi nó không tên nè. Liết tử đang ai ba khơi. Ai ba đang tha nè đã có sợ nào phát năng hơi. Cứ chỉ nè thơ rướng nè. Chấm. Ba này thả. Bụi dương cất đôi khía mẹ nè. Cho anh nạ phó tăng. Khiếm cất thả. Ba có một khoa bởi rướng nè thế. Cót cất bí một cô chỉ môn sân. Cá ba cót rốt một cô một toàn khơi nè. Cứ cót một thuê tương ọ. Hay ở rướng kê một đoại nè. Bộ dưỡng cô không ăn gì nè. Không ai rứa nè. Vì cảm thấy smoke smile thêm tiền. Mà tập bóng nè. Đôi chữ cho ba đang mê nè nè. Thôi cả ai quát. Đôi cô đây cả bấy bình năng ấy. Mấy thời quát bụng bộ smart ở đây. Nên có khó thở ai mê nè. Bộ dưỡng nè. Mẹ cho vậy tha. Ai ba chạy thở mặt nè. Mà anh cũng bất rồi. Cô rõ để trong vẹt mực. Mà được khỏi tập bình năng. Hải đưa một con nè. Cô ngờ đó khơi cái nông bay thập thập năng ấy. Bà xin dịp bộ dương nè. Rôm cái nè bà lọc bà phải đứng bên nhá. Bà nói mời anh vô nữ. Anh không thích thả mình á. Cô chỉ một ai mình là bà cụ tầng ai đây. Đó rắp ná dương một toàn miền phò tăng. Công kết đặc lọc với con. Vì môn á, nhóm kết đặc lọc là ta lời nâng á, nhóm lên cách chân ấy. Mình con sẽ đánh nâng mẹ ta chân khi nhóm. Ai bọn thì ria chứ. Con sẽ lãnh đi mấy ta chân khá nhóm đây. Bộ kê á, rụng khá đi bọc bạc khá nhóm. Trông bằng plan khá nhóm. Ai khá nhóm vinh á. Con mình trông mơ bạc đi. Thôi đã của xa chân bán này. Hai chú ái nè. Đang rưỡi khá lắp kinh nghiệm mấy tàm nè nâng. Công chết từ lước đã kia nè. Mà nô đại ba sẽ lãnh. Bênh chất rõ bán bếm nè. Kia bất chùm lúc lo ai. À, hay niêm mấy tàm nè nâng bẹp con rưỡi khá. Hồi tăng bị niêng nâng ấy. Cho mà bẹp bong con khổ xa nè. Mày đừng cản lại là hốt. Vì em mình tẩm thuở ba nè. Anh đất. Sẽ lại đọc an niêng ấy. Đại bóng thì riêng ấy. Anh đã có bên đây cho nhóm nè. Còn lúc lại niêng này. Nhóm sợ bộ kê ấy. Nhóm chân cũng chặt bộ kê ấy.
ឆ្ងាយពីជីវិតរបស់ខ្ញុំពួកគេគឺជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំឯងបងមិនសូវដឹងរឿងឯប៉ុន្មានទេព្រោះបងគ្មានពីតំណែងណាទៅឯអបលោកប៉ាទេតែស្ដាប់ស្ដាប់ទៅដូចជាសំហេតុសំផលណាស់អើមើលឯដឹងរឿងច្រើនជាងនឹងទៀតឯងប្រាប់បងមើលក្រៃមកឲ្យជួយបានណាបងឯងចង់ធ្វើអីស្រេចតាមចិត្តបងឯងខ្ញុំព្រមតាមសំខាន់ណាឲ្យដល់ពួកគេចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងគ្រួសាររបស់ជើងតែបានឯងមួយម៉ាត់ណាក៏ធារាដែរឯងស្រឡាញ់ធារាណាស់មែនទេបងឆ្ងល់មនុស្សប្រក៏គោកឯងមកស្រឡាញ់តែធារាឯងធ្វើនឹងវាត្រឹមត្រូវទេតែខ្ញុំណានៅស្រឡាញ់មកធារាជានិចពួកតែស្រឡាញ់នឹងឯងតើខ្ញុំខឹងដល់មិញហ៎តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមិនអាយគាត់ទេគាត់ចេញពីក្តាប់ដល់ខ្ញុំបានទេបងឯងតែមិនច្បាស់ហើយគឺស្រឡាញ់គឺធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់អញ្ចឹងហ៎មិនកោទេពីចាស់លោកថាតែគ្នានឹងឆ្ងាញ់វាស្រឡាញ់ល្អហើយដឹងហើយថាទៅរៀនມັນល្អឯនេះនៅតែស្រឡាញ់វាទៀតអញ្ចឹងហ៎គាត់ធ្វើការតទៅទៀតទៅដងមកនិយាយរឿងមិនបានទេខ្ញុំនិយាយរឿងផ្សេងវិជ្ជាប្រធានអញ្ចឹងក៏បានដែរចាំលោកបាមានអារម្មណ៍ល្អចាំស្អែកនិយាយក៏បានដែរMaybe.